Lại tiếp tục có một khuyến mại sốc ở Lai Châu mình cho khách hàng mua mẫu xe Honda Winner X trong thời điểm này, đặc biệt là phiên bản trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS chỉ còn 31.900.000 đồng mà thôi. Sau đây, ở video này, top 5 sẽ báo giá cụ thể gửi đến các bạn nha, từng phiên bản một, các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Xin chào tất cả các bạn nhé, các bạn đã quay trở lại với kênh Top 5 của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình là những mẫu xe Honda Winner X phiên bản sơn zin. Mình quay cận cảnh trực tiếp tại xe máy Lai Châu với địa chỉ 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu. Giá bán hiện tại cực kỳ ok trong thời điểm này, đặc biệt là bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 và kết thúc vào ngày 31 tháng 10 của năm 2021. Giá bán đâu đó dao động trong khoảng tầm từ 30 đến 31 triệu mà thôi. Các bạn có thể có cho mình những phiên bản khác nhau ở đây. Mình sẽ đi vào bên trong đại lý để các bạn có thể theo dõi cận cảnh trên màn hình. Đầy đủ những phiên bản sơn độ, sơn zin đều có đầy đủ để các bạn có thể theo dõi. Đặc biệt là những màu sắc sơn độ rất đẹp, rất bóng bẩy các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Đem đến một cái cá tính riêng, một cái đặc biệt riêng để với những bạn nào là chủ sở hữu của những mẫu xe này, các bạn có thể lựa chọn cho mình các bạn nha. Sơn zin thì vô số kể, đầy đủ các phiên bản khác nhau để các bạn có thể lựa chọn trong thời điểm này. Sau đây thì mình sẽ báo giá lần lượt cụ thể từng phiên bản một để các bạn có thể theo dõi được chi tiết nhất các bạn nha. Giá bán mình báo đến các bạn là ở tại Lai Châu. Tại Lai Châu đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký. Các bạn có thể lưu ý kỹ cho mình luôn. Đầu tiên là phiên bản Honda Winner X HRC phiên bản đường đua. Giá bán hiện tại chỉ 31.900.000 đồng. 31.900.000 đồng các bạn nha, giá bán hiện tại tại xe máy Lai Châu. Phiên bản đen nhám cũng tương tự 31.900.000 đồng. Kết hợp đây, phiên bản camo cũng thế các bạn nha, cũng chỉ 31.900.000 đồng mà thôi. Rất rẻ cho các phiên bản Honda Winner X trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Hiện nay thì có 4 phiên bản là phiên bản thể thao trang bị phanh ABS các bạn đang theo dõi trên màn hình này. Phiên bản đen nhám, phiên bản camo và phiên bản đường đua HRC, giá chung 31.900.000, rất rẻ. Các bạn nào quan tâm liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của đại lý 0969188283 sẽ được anh Thứ, quản lý của xe máy Lai Châu, cung cấp tư vấn cụ thể gửi đến các bạn. Đây là phiên bản thể thao trang bị phanh thường, các bạn có thể theo dõi trên màn hình, giá cũng chỉ 30.900.000 đồng mà thôi, rất rẻ luôn các bạn nha. Đăng ký ở huyện các bạn phải bỏ thêm vào khoảng tầm 1.4 triệu, còn đăng ký ở thành phố là 3.5 triệu, mình nói rất kỹ gửi đến các bạn rồi. Còn các phiên bản sơn zin ở đây thì giá sẽ nhỉnh hơn một chút, tuy nhiên các bạn cứ liên hệ trực tiếp đi. Tất cả những mẫu xe Honda Winner, đặc biệt những phiên bản là sơn độ tem đấu này, sơn 3D nhá, đều được đại lý giảm so với giá bán đề xuất của hãng khoảng tầm 15 triệu đồng so với giá bán đề xuất của hãng các bạn nha. Đây là thông tin đưa ra từ anh Quân, giám đốc của xe máy Lai Châu cũng như là Honda Hòa An, rất cụ thể và chi tiết. Những màu sắc sơn độ rất đẹp các bạn có thể nhìn ở đây. Đen nhám này, màu vàng cát này, hay phiên bản màu các cái loại màu xanh, xanh bóng một chút. Nó được pha trộn rất nhiều những màu sắc hấp dẫn khác nhau. Rồi những bộ tem theo phong cách của BMW Đúc, của HB4 này cũng có các bạn nha. Phiên bản có chứa đựng rất nhiều màu như màu xanh, màu cam, màu đỏ, màu đen đều có đầy đủ. Với những ai mà cá tính một chút, đì lợm một chút, thích thể hiện cá tính riêng của mình, đặc biệt riêng của mình thì các bạn có thể lựa chọn những phiên bản sơn độ này. Các bạn hoàn toàn yên tâm là những phiên bản sơn độ này được xe máy Lai Châu ra giấy tờ cho các bạn là đúng màu sắc này luôn. Nên các bạn đi đường thoải mái vô tư luôn, không bị để ý, không bị hỏi han gì đâu. Nên các bạn có thể đính chính các bạn như vậy nha, rất cụ thể. Đặc biệt là những phiên bản sơn độ ở đây đều được gửi vào trong miền Nam sơn ra rồi sau đó đưa ra đây lắp ráp vào xe. Chiếc nào đi với màu sắc nào theo số khung số máy đều đầy đủ. Phiên bản màu xanh lá cây kiểu dạng xanh nõn chuối cũng rất đẹp. Kế bên cạnh phiên bản màu trắng đỏ và tiếp tục một phiên bản màu có thể nói là màu hỗn hợp của rất nhiều những cái màu sắc khác nhau cũng rất đẹp. Nhớ anh em cũng nhận xét cái phiên bản này rất đẹp. Về cơ bản thì những phiên bản sơn độ ấy thì xe máy Lai Châu thường lên cho mình những cái phiên bản từ những phiên bản trang bị phanh thường bởi giá nó sẽ rẻ hơn một chút các bạn nha. Còn các bạn nào thích phiên bản sơn ABS thì cái phanh ABS ấy thì các bạn hoàn toàn có thể lắp ráp toàn bộ dàn nhựa sang vô tư luôn,
cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của anh Thứ là 0969188283. Đầy đủ các phiên bản khác nhau để các bạn có thể lựa chọn. Hiện nay lượng hàng còn rất nhiều trong thời điểm tháng 10 này. Dịch của Lai Châu cũng đã bắt đầu ổn định hơn một chút rồi. Anh em nào có quan tâm, đặc biệt là một số bạn ở huyện ấy, các bạn có thể đến trực tiếp. Hoặc kể cả một số bạn ở các tỉnh thành lân cận, các bạn có thể sang để tìm mua cho mình. Hơi buồn một chút là đại lý sẽ không ship hàng đi các nơi, nên các bạn có thể đến trực tiếp đại lý để xem xe và tìm mua cho mình thôi. Đấy, mình có thể nói qua một chút các bạn như vậy về những thông tin của mẫu xe Honda Win X. Đây là toàn bộ quang cảnh của đại lý, rất nhiều các mẫu xe khác nhau các bạn nha. Trong thời điểm này nhiều bạn hỏi mình ấy là có nên lựa chọn những mẫu xe Honda Win X hay không, hay cùng nhau hóng phiên bản Honda Winner V3. Hiện nay thông tin top 5 cũng đã có rồi. Tuy nhiên phải đợi thời điểm thích hợp mình mới đăng lên gửi đến các bạn vì yếu tố bảo mật của Honda. Nhưng chắc chắn các bạn rằng Honda Winner phiên bản V3 ra mắt tháng 12 năm 2021 này sẽ là một cái sự lột xác rất mới mẻ. Nó là sự kết hợp của Winner V1 và V2 là chính phiên bản Honda Win X ở đây. Cùng với đó nữa sẽ tinh chỉnh khối động cơ một chút, tuy nhiên vẫn chỉ là 150, mình vẫn luôn nói gửi đến các bạn nha, vẫn chỉ là 150 phân khối mà thôi. Màu sắc sẽ thể thao phong cách hơn, nó sẽ tiếp tục là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe Exciter 150 cũng như là 155 trong thời điểm này. Các bạn có thể theo dõi những phiên bản phải nói là cực kỳ đẹp. HRC cũng là một màu sắc được sơn pha trộn từ rất nhiều những cái màu sắc khác nhau. Đen nhám cũng rất lì lợm ở đây, các bạn có thể theo dõi. Camo cũng rất đẹp các bạn nha. Về cơ bản các màu sắc rất đẹp. Và các cái thiết kế trên xe đều giống nhau, nó chỉ khác nhau là một bên được trang bị phanh ABS và một bên là trang bị phanh thường mà thôi. Anh em có thể lựa chọn cho mình. Chỉ chênh nhau 1 triệu thì không có cái nghĩa lý gì các bạn không bỏ thêm 1 triệu nữa để có thể mua cho mình mẫu xe này. Và hiện nay các mẫu xe ở đây đều được áp dụng chương trình trả góp, nhưng cũng là hơi đáng tiếc một chút là không còn chương trình trả góp với lãi suất 0% nữa, nên chắc chắn sẽ có đâu đó một chút lãi suất, nhưng chênh lệch giữa trả góp và trả thẳng cũng chỉ vào khoảng tầm 2 triệu mà thôi. Trong thời điểm này các bạn nha, 30.900.000 đồng và 31.900.000 đồng cho hai phiên bản khác nhau là đáng để quan tâm và đáng để lựa chọn trong thời điểm này rồi. Anh em nào muốn mua, muốn tìm mua, muốn quan tâm, các bạn hãy liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của đại lý để có cho mình những mẫu xe Honda Winner X cực kỳ đẹp ở đây. Đó là một số thông tin ngày hôm nay tôi đang muốn chia sẻ đến các bạn thông qua video này các bạn nha. Các bạn đã dõi video này của mình, nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ Top 5 nha. Top 5 sẽ cố gắng gửi đến các bạn những thông tin mới nhất, sớm nhất về những mẫu xe Honda Win X phiên bản V3 cùng hóng với Top 5 mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.